Có một cô kêu đến chùa mình, cô tu. Cô nói ban đầu chồng cô trở ngại, cô đừng có nói nữa, quá trở ngại. Cô đi tu về là nói này nói kia, cô tức quá trời tức, tức dữ lắm. Nhưng mà nhờ lỡ nghe giảng từ từ cô hết tức. Vài ba năm sau, bây giờ ông chồng ông hộ trì cho bà đi tu, hộ trì cho bà đi tu luôn. Lễ Quý Quan Âm 3000 lại mà ông nói nè, bà lên chùa bà ở và tu bà lại đi, để tôi dọn dẹp nhà cửa xong hết trơn tôi lên lại sao. Kinh khủng không? Thì bà gặp Nhân Đức, bà nói rằng thầy ơi, bởi vì con mà không nghe thầy giảng là cái món nợ này con trả không xong, con mà cự lại là dễ gì nó hộ trì con. Nhờ con chịu mấy năm chờ te tua tả tơ mà con vẫn chịu đựng, con vui con trả nợ, nghe lời thầy trả nợ đi, thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Con nghĩ than van con lo con niệm Phật. Ngày xưa con than van mà con không niệm Phật nên không chuyển nghiệp. Bây giờ con không cần than van, vui trả nợ một mặt, một mặt thì siêng niệm Phật, cố gắng niệm Phật. Mà mấy năm nay trả xong món nợ chồng, bây giờ ông hộ trì con, ông trở thành người giúp đỡ con để tiện bề tu. Thấy không? Đó. Nên nó trả một ngày nào là xong mà. Bây giờ chúng ta cứ đưa lên cái kế hoạch là trả một đời đi, chứ đừng có nghĩ không biết trả mấy năm đây rồi trông ngóng hoài nghiệp nó không có tiêu. Mình cứ nghĩ đời này mình trả đi, đời này mình vui trả nợ một đời ngắn ngủi đi. Vì ai cũng chết một lần, mà khi mình gần chết thì Phật A Di Đà ngày rước mình về cực lạc. Mình nghĩ vậy là mình vui rồi. Quý vị nhớ nè, khi quý vị mà nghĩ về cực lạc á, con người bị gan lắm, nó kỳ, gan không có nhút nhát, nghe không? Nhớ nghe. Có một anh chàng này ảnh nhút nhát lắm, nghĩa là trước đám đông là run. Thì ảnh gặp Như Đức, nói rằng thầy ơi, con kỳ lắm, trước đám đông là con run lắm thầy. Những Đức nói anh mà có cái tâm này anh khó thành công sự nghiệp trong cuộc đời. Anh biết rằng những Đức mà thành công được khi trước công chúng là từ chỗ nào không? Thật thà nhiệt tình. Từ cái thật thà nhiệt tình giảm bớt cái ngã cái ta nên thành gan. Con người mà thường nhút nhát quý vị, thiếu sự tự tin đó, là do mình nhìn thấy cái ngã cái ta của mình lớn. Mình sợ mình trước mọi người đông đúc, người ta cười chê mình cái này kia, khen chê gì mình lo âu. Nên từ cái tâm lo âu đó đó mà nó không gan dạ, rồi mất sự tự tin và mất đi cơ hội thành công trong cuộc đời. Nhớ nghe. Nên con người mình có những cái thành công ra đến rồi, nhưng mà do mình bỏ lỡ cơ hội. Mà nói mà bỏ lỡ cơ hội và mất lòng tin là mai mốt mình khó lấy lại. Nên ta nói nghèo chưa đáng sợ, xấu chưa đáng sợ, đáng sợ nhất là mất lòng tin với mọi người. Lòng tin là cái quan trọng dữ lắm. Hãy gây dựng lòng tin. Nó giống như giờ những Đức lên giảng dở đi, có khang tiếng, có đau cổ như thế cũng lên à. Đó là gây dựng được lòng tin. Dù mình giảng không ai khen, nhưng mà được cái lòng tin. Vì mình được lòng tin thì mình còn cơ hội thành công. Về sau chắc chắn là mình thành công à. Phải nhớ kỹ nha. Đó. Giống như 3000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm, quý vị thấy không? Những Đức gây dựng lòng tin rõ ràng chưa? Đó. Lại 3000 lại vừa sướng, một ngày tính ra mười mấy tiếng. Cần cổ một ngày phải dùng mười mấy tiếng. Vậy mà Những Đức kiên trì cố gắng. Có 3 ngày mà nó qua rồi. Lỡ mình có mệt mình té cái rầm, người ta cũng thương nữa. Tại người ta thấy mình nhiệt tình nên người ta tội nghiệp. Đó là cái thành công. Nhớ, thành công là ngay chỗ đó đó. Nên á, Những Đức gặp nhiều người ca sĩ á, Những Đức nói với họ, có những người ta hát hay mà ta không có nổi tiếng, nhưng có những người ta hát dở mà ta nổi tiếng. Là vì sao?
Hát hay không bằng hay hát. Những đức giảng pháp có hay mà nhờ hay giảng. Nói hoài chứ người ta tội nghiệp, người ta thương mình, người ta động viên tinh thần. Mà người ta đã thương rồi, mình nói ở đâu người ta nghe đó. Người ta về người ta làm, người ta được kết quả. Người ta được kết quả thì người ta thích mình chứ làm sao. Xuyên nói mà. Các vị coi nè, những bài giảng những đức mà trong một ngày này nè, 12 tiếng mà bỏ lên 8 buổi, chưa từng thấy luôn. Các vị chưa từng thấy một người giảng pháp nào mà trong một ngày mà bỏ lên 8 buổi chứ. Chắc chắn quý vị luôn, không có đâu. Rồi những đức lúc nào mà tự nhiên thấy cái câu gì hay hay, hoặc là vừa nghĩ cái gì hay hay, là những đức kêu chú Tâm Nhiên cầm điện thoại lên đây trực tiếp liền. Thì thấy không, là đụng nơi nào xào nơi nấy à. Ngồi đâu gốc cây, băng ghế, lan can, thấy không, rồi đứng ngay cây bông giấy, hay là phòng hữu niệm, nhà ăn, bất chợt là kêu cầm chiếc điện thoại quay trực tiếp liền, nói công đoạn 5 phút 10 phút lên trực tiếp liền. Tại vì công đoạn này mà không nói là nó quên, nên vừa mới nghĩ ra cái câu này hay lợi ích cho người ta quá nói liền, nên tự nhiên nói lên cái cũng được, có khi mấy chục ngàn người người ta coi cái có kết quả. Thấy không, nên mình phải siêng, cái gì nó cũng phải văn ôn võ luyện siêng quý vị. Nó như người giảng pháp mà thường giảng thì giảng hay, người ca sĩ mà thường hát thì hát hay. Nó thí dụ như mình dự định mình lên mình hát cái chỗ nào đi, mình ở nhà mình cứ nghiêu ngao mình hát hoài, mình kêu con nít noi bà già rồi lỡ mình hát hoài, mình hát chứ khi mình lên đài mình hát thiệt nó hay, nó được cảm nhận cảm xúc nó phát triển ra quý vị. Ừ, nên những đức mà mỗi ngày đức tiếp Phật tử như đức cũng thuyết pháp nữa, nói với quen miệng nó, nên á đừng có bao giờ mà chờ lên đài. Lúc chưa lên đài là chúng ta đã rèn luyện rồi. Nếu như quý vị là người giảng pháp hay ca sĩ mà có cái tâm đó là hay, nó thành một cái cảm xúc thù thắng lắm. Bài hát mà người ta hát không hay bằng mình, cũng bài hát đó mà người ta hát không hay bằng mình. Vì sao biết không? Vì cái bài hát này mình nhập tâm rồi, mình hát chứ mình nhập tâm vào bài hát rồi. Nên mình lên mình hát cái trời ơi, mình làm như là cái tay mình mà muốn quýnh vô ngực mình bể ngực vậy đó. Mình làm cảm nhận cảm xúc cái mặt của mình nó kỳ cục lắm, nó làm cho người ta nghe tự nhiên người ta cảm động. Một người ca sĩ mà đạt tới trình độ vậy là chắc chắn là nổi tiếng, chắc chắn nổi tiếng. Đó, như bản thân những đức cũng vậy, thấy không, hồi đó nói chuyện á quý vị biết á, nhiều người ta cười chê, người ta nói rằng xấu hô, mặt đen thui, tướng xấu quắc. Vậy mà những đức vẫn là rèn luyện hoài, ngày nào những đức cũng nói chuyện. Nó khi mà cười lên cái là đưa cái hàm răng ra thấy ghê, ai nói kệ người ta, ngay cái khuyết điểm đó lâu ngày trở thành ưu điểm. Cái ưu điểm của những đức mà thành công là ngay chỗ nào biết không? Hô. Những đức ngoài đời là bị khuyết điểm là ngay cái hô mà mắc lòng tin. Vậy mà đi vô đạo, những đức lấy cái hô ra tới thành ưu điểm. Những đức nói 100% quý vị, những đức đã tính rồi, nhiều người tặc nguyền mà nổi tiếng là do ngay cái tặc nguyền. Như chàng nít á, cụt tay cụt chân mà nổi tiếng là do gì? Nó cụt tay cụt chân. Chứ nếu như nó còn tay còn chân nó không có nổi tiếng đâu quý vị ơi. Do nó cụt tay cụt chân mà nó làm được những việc mà người ta không làm được, nó mới nổi tiếng. Vậy thì những đức nói rằng con người chúng ta chỉ cần cái khuyết điểm chỗ nào thì chuyển biến thành ưu điểm thì tức khắc quý vị thành công. Đó, nhớ nghe. Ví dụ như mình gặp người mình nhút nhát đi thì mình ra mọi người mình nói thờ ơi, con sao kỳ lắm. Mỗi lần mà đến chỗ đông người là con run lắm, kỳ lắm, run mặt xanh lè xanh lét à. Vậy nói vậy chứ thật sự vì hết chân run rồi đó.
Vì vừa nói vậy là vị hết chân, đúng rồi. Ví dụ như giờ thầy cô giáo đi mới giảng bài, khi mới ra trường đi giảng bài đi, trước các em học sinh, cô giáo mới giảng các con ơi, sau này mà các con mà khi mà học ra trường á, mà giảng bài thì các con cũng sẽ có cảm giác bị rung, cô cũng hơi bị rung nè. Mình nói cái khuyết điểm của mình ra, rồi tự nhiên từ cái khuyết điểm đó mà nó trở thành ưu điểm. Ví dụ như giờ chàng trai này nghèo mà xấu nữa mà chọc một cô gái đẹp, mà cô gái này vẫn thương. Tại vì sao? Nếu mà chàng trai này đi che giấu cái xấu và cái nghèo thì cô gái này không giờ thương. Bản thân mình phải che giấu cái xấu và cái nghèo, nên mình đâu có được cái gì đâu mà mình đi che giấu. Nên cuối cùng người ta vẫn xem thường mình, nên ta không thương mình. Chứ nếu như mà mình xấu, mình nghèo mà mình chọc một cô gái đẹp thì mình nói mình xấu, mình nghèo. Mình tỏ một thái độ chân thật và mình dám nhận thức, chịu là mình xấu, mình nghèo. Luôn luôn giống như trước mặt người ta, mình chịu lép hơn người ta, tự nhiên người ta thấy người ta tội nghiệp quá, thương mình luôn. Tội nghiệp quá thương mình chứ làm sao? Đó. Nên từ nơi đó, từ khuyết điểm nó thành ưu điểm là do con người chúng ta có phát triển được hay không. Đa phần con người ta vì cái ngã không bao giờ chịu chấp nhận mình tệ đâu quý vị. Mà người ta không biết được rằng cái chấp nhận mình tệ là cái ưu điểm. Trong nhà Phật nó lại hay chỗ này nè, chấp nhận mình tệ lại là ưu điểm. Nên trong nhà Phật nó nói câu là nhẫn nhỏ thành tựu nhỏ, nhẫn lớn thành tựu lớn. Cái nhẫn là chấp nhận mình tệ, chấp nhận mình thua, nhưng mà mình kiên nhẫn mục tiêu nên mình đi đến chỗ thành công. Thấy không? Đó. À, thí dụ như giờ bên đây đi, cô Thanh cô nấu ăn đồ, cô lo việc này kia đi, nhưng Đức Thường la cô dở tệ, làm hoài. Bà cứ làm hoài, bà làm giết bà thành trưởng bếp luôn, dở tệ bà thành trưởng bếp luôn. Nó cứ la bà là dở tệ, la lối gầy la hoài, mà vẫn kiên nhẫn làm hoài, không ai thay thế cái vị trí bà hết trơn. Cuối cùng lâu ngày phải thành chuyên nghiệp. Nó từ cái la đó mà đạt đến chỗ thành công đó. Mà nhờ nhẫn được mới thành công. Nếu như bỏ cuộc là thất bại rồi. Nó nên mỗi một vị trí, mỗi bên đó, phải lấy chữ nhẫn ra để đạt đến chỗ thành công. Quý vị nhớ từ phàm phu mà muốn làm Phật á, nó phải đi nhiều trong gai khó khăn lắm. Trong cuộc đời này ai mà không bị chữ quý vị? Nhỏ thì chữ nhỏ, mà lớn thì chữ lớn, già thì chữ già, tiếng nhỏ thì chữ nhỏ, còn có tiếng tâm lớn thì bị chữ lớn. Nó cứ nâng cấp lên quý vị ơi. Như những đức chia sẻ Phật pháp, có nhiều người cũng chữ mình te tua, kỳ cục vậy đó. Nó nghe mà nó chữ, ngày nào nó cũng nghe hết mà nó chữ. Ngộ ghê chưa? À, thì coi á, nào là nó chữ, nào là ăn không ngồi rồi, không làm cái trò chống gì, chờ người ta đến cúng dường cho ăn, mập thăng, chữ tá lả chứ. Thấy chưa? Nó hồi chiều như Đức chia sẻ bài pháp á, hôm qua có cái thằng lỡ gặp, lỡ nói chuyện cái miệng gì nè quý vị. Dạ con chào thầy. Ôi ủa sao anh bị bệnh này bẩm sinh từ nhỏ hay là mới đây? Anh nói dạ mới đây rồi thầy. Ôi sao bị kỳ vậy? Nói con nè thầy, thầy không biết con hả? Không, đâu biết đâu. Thầy chia sẻ một phép con thường chữ thầy á. Ôi sao chia sẻ một pháp mà chữ, con ghét với thầy con chữ. Tự nhiên hồi tối con ngủ có ông đen thui thùi lùi lợi tán vô mặt, cái méo cái miệng. Kinh khủng không? Vì thấy ghê chưa? Chia sẻ Phật pháp mà cứ bình luận chữ hoài, cuối cùng bị ông thằng đen thui thùi lùi lỡ tán vô mặt, méo cái miệng luôn. Rồi ngồi suy nghĩ ra mới thấy là mình chỉ trích tầm bậy, lỡ sám hối. Thấy ghê không quý vị? Nó bởi vì một cái cá nhân nhỏ mà đụng với một đoàn thể lớn là kẹt lắm quý vị ơi. Thấy không? Đó. Nên từ nơi đó quý vị à, mình sống trong cuộc đời này á, quý vị mà tu mà muốn làm Phật á,
sẽ bị nhiều cái thử thách khảo đảo dữ lắm, chắc chắn quý vị luôn. Mà trong cái khảo đảo thử thách đó, viết từ từ bị vui lắm, nó ngộ ghê á trời. Mà nó phải kiên nhẫn rồi từ từ nó vui nghe quý vị. Giống như có cái ông kia kìa, ông lợi chùa, ông gặp Như Đức nói nè: thầy nói đúng, hồi đó thầy, vợ con nó chửi con, thầy biết không, con không dám cự lại mà con ấm ức lắm thầy ơi, con tức lắm thầy à. Có khi con là đàn ông mà con ngồi ngay gốc cây con buồn con khóc luôn á thầy, bị vợ chửi quá trời chửi luôn, giết con khóc luôn á thầy. Mà vậy đó mà từ khi con nghe thầy giảng, con kiên nhẫn, con niệm Phật, con chịu đựng bằng cái tâm thật sự luôn thầy. Bây giờ mỗi lần vợ con chửi con là tự nhiên con thấy nó chửi con mắc cười muốn chết luôn. Ngộ ghê chưa? Rồi xong Nhà Đức mới hỏi ổng là: ủa vì sao vợ ông chửi ông mà ông mắc cười? Ông nói rằng: tại vì con hiểu rồi thầy, khi mà con mà tức giận lên mà khi vợ con chửi con là con cũng khổ lắm thầy, vậy thì nó chửi con nó còn khổ hơn con. Từ khi con nghe thầy giảng con không có tức nữa, mà tự nhiên lúc nó chửi con cứ nhép môi con niệm Phật, rồi nó càng tức nó càng chửi thì con cứ niệm Phật, một bên thì chửi bên niệm Phật, bên chửi bên niệm Phật. Con nghe lời thầy, chửi thì chửi cứ niệm Phật, mà con càng nhép môi niệm Phật thì nó càng chửi con. Một chút tự nhiên nó ngồi xuống ghế đi, nó thở hào hển luôn thầy ơi. Tự nhiên con nhìn nó, tội con tội nghiệp vợ thế ghê, con múc ly nước lại cho nó uống. Ghê không? Nói bị kiên nhẫn được không? Quý vị mà kiên nhẫn đến trình độ đó thì quý vị sẽ thấy đặc biệt lắm. Bây giờ một bên chữ còn bên niệm Phật, bên chữ bên niệm Phật, cứ hai bên đi, cứ bên nào nấy làm đi kệ, ai thích làm gì làm nấy. Người ta thích chữ mình thích niệm Phật, đúng không? Thì mình cứ niệm Phật, người ta cứ chữ kệ người ta. Xong khi người ta mệt, ta ngồi xuống mình múc ly nước lại cho người ta uống. Uống đi để có cái giọng để chữ nữa. Hiểu không? Thật sự quý vị bị chữ không có chết đâu quý vị ơi. Bị chữ không có chết đâu. Từ xưa nay tất cả những bậc vĩ nhân thành công toàn là do bị khổ đau, bị chịu khổ chịu nhục mà thành công. Giống như những đứa coi bộ phim mà anh hùng Lưu Sơn Bạc, Tống Giang mà thành công là do gì? Ông giả điên mà ông thoát nạn mà ông ăn phân. Cuối cùng sau này ông làm thủ lĩnh của anh hùng Lưu Sơn Bạc. Còn câu chuyện của Tôn Tẳng bà Nguyên, thấy không? Bà Nguyên hại Tôn Tẳng, mà Tôn Tẳng cũng là giả điên, mà bà Nguyên nó đem nguyên một cái xô phân ra, dòng xô nước tiểu, nó bắt ăn phân xong uống nước đi, nước tiểu. Ông bóc phân ăn ngốn xong bưng nguyên thùng nước tiểu uống ực. Kinh khủng không? Thì lúc đó bà Nguyên ghê gớm, một lần không tin, mỗi ngày đem cho một xô phân và thùng nước tiểu, xô phân thùng nước tiểu, cứ làm xuyên suốt như vậy thời gian, mà ngày nào cũng ăn phân ăn nước tiểu, ăn phân uống nước tiểu, ăn phân uống nước tiểu. Rồi cuối cùng thì bà Nguyên nói chắc chắn là điên, con người ta làm sao mà mỗi ngày ăn phân và uống nước tiểu được, mà tên này nó ăn phân và uống nước tiểu ngon lành luôn, nó ăn mà nó còn lấy nước tiểu nó xúc miệng, mà ăn phân xong nhai nè, bỏ phân hốt như nè, bóc bỏ miệng cái đầu nó múc nước tiểu uống ở xúc miệng là nè, chậu không, nó ăn còn hơn là đồ ăn mỹ vị ngon lành nữa. Vì coi đó, thì cuối cùng bà Nguyên nó chắc chắn này điên, Tôn Tẳng cũng điên, thôi được rồi tha đi, giết gì giết điên mất công thôi. Mà trong khi là bà Nguyên là cắt nhượng Tôn Tẳng tàn phế, cắt nhượng nghĩa là tay chân đều bị cắt hết, tàn phế luôn, mà còn thử vậy, nếu không điên là giết luôn. Vậy mà cái sự sinh tồn của Tôn Tẳng, sinh tồn để chờ cơ hội báo thù, chứ đúng là gì? Sinh tồn để chờ cơ hội báo thù. Vậy mà ăn phân uống nước tiểu. Khi mà bà Nguyên mà thả đi là bên nước khác người ta dùng Tôn Tẳng, tuy là ngồi xe lăn nhưng còn ý chí mưu lược, ông trở thành quân sư của nước khác. Vậy mà cái kế của ông tính ra đó, giết bà Nguyên luôn. Từ cái chữ nhẫn để chờ báo thù mà sau này ông lật đổ được bà Nguyên,
Còn chúng ta trong cái cuộc đời này chưa có ai bắt mình ăn phân mà, chuyện nhỏ như con thỏ, đúng không? Mà trong khi chúng ta muốn làm Phật, đúng quý vị, chúng ta muốn làm Phật mà ai nói mấy câu là chúng ta tức muốn ói máu, vậy thì thua rồi. Vậy thì sao thành công? Thấy không? Không bao giờ mình làm Phật được đâu. Nên bây giờ tất cả người trong chùa này đang ngồi, đại chúng này, giờ Phật tử đang coi trực tiếp nè, quý vị muốn làm Phật không? Có. Giờ còn buồn giận ai để trong tâm không? Không, phải không? Ừ. Nó bây giờ có để câu Phật hiệu trong tâm không? Có. Hiểu không? Nói vị nghe những công đoạn này, vị mang tâm tha thứ đi là nghiệp tiêu á. Mang tâm tha thứ đi, nghiệp tiêu á. Nó có cái ông này, vợ ông chửi ông suốt. Ông nghe như Đức giảng xong nói một câu vậy nè: em cứ chửi anh đi, cứ chửi đi, rồi một ngày nào anh chết đi em sẽ hết chửi. Và vợ xanh mặt xanh mày, trời trời trời. Ông nói một câu đơn giản thôi: em cứ chửi anh đi, rồi một ngày nào anh chết đi em không có ai đâu mà chửi. Bây giờ có cơ hội thì em cứ chửi đi. Ông nói một câu vậy đó. Bà về bà ngồi bà suy nghĩ, nói trời trời, không lẽ mình chửi ông này, không lẽ trong tâm ông nghĩ cái gì sao trời? Sao ông nói một ngày nào chết đi? Mà xong ông nói nhận đức rằng: con nói một ngày nào chết đi là đúng thầy, vì ai trong cuộc đời này mà không chết. Nhưng mà con nói nó có ẩn ý, nó giống như nó lừng chừng. Em cứ chửi anh đi, một ngày nào anh chết đi em sẽ không có ai để chửi đâu. Thì cái bà này bà sợ cái ông này tự tử chết. Nhưng mà ông này thì ông nói câu đó, một là nhắc bà đừng chửi nữa, hai là ông nhắc ổng là đời mấy chục năm rồi cuối cùng ai cũng phải chết, chứ ông đâu có tự tử đâu. Ông sống bình thường, niệm Phật đồ bình thường, có gì chứ. Vậy mà cuối cùng bà vợ lại xin lỗi ông: từ hôm nay không bao giờ chửi ông nữa. Nó thấy chưa? Có nghĩa là trong cái cuộc đời này văn tự nó có nhiều cách để mà chuyển hóa người ta lắm quý vị ơi. Nó có nhiều cách để chuyển hóa người ta lắm, nhớ kỹ đó. Nên mình á, là người nghe đạo, đời đạo gì cũng vậy, mình gầy dựng ngay cái tâm tha thứ đi. Cả đời quý vị mà mang tâm tha thứ là nghiệp gì cũng tiêu hết chứ. Còn mang cái tâm buồn giận người để trong tâm là cái nghiệp nó tăng, phước nó tiêu. Nghiệp tăng, phước tiêu. Thật sự mà nói không phải ai cũng dễ làm đâu quý vị. Mình nghe pháp, mình tu từ từ. Nghe pháp và tu từ từ. Rồi mình gặp nhiều trường hợp, rồi mình ngồi bình tĩnh suy nghĩ những trường hợp mình gặp phải, rồi từ từ chúng ta mới có thể mang tâm tha thứ được. Và chúng ta có thể nhìn được vô thường của cuộc đời. Nhân Đức nói rằng có những con người sống 80-90 tuổi, giàu thiệt là giàu, cuối cùng được gì đâu. 80-90 tuổi giàu thiệt là giàu, có được gì đâu. Dù có tiền nhiều, tài sản nhiều cũng có được gì đâu. Còn bây giờ anh em mình ở trong chùa nè, cái cô đồ trong chùa nè, thấy không? Được đó. Sáng mở mắt ra tu, sáng mở mắt ra nấu ăn, sáng mở mắt ra rửa nhà vệ sinh. Tất cả những việc làm này là những việc làm thiện nguyện mà cả đời chúng ta làm, cả đời chúng ta làm xong cầm đi theo được. Đúng không? Cầm đi theo được. Còn cái người mà tạo tiền bạc bạc chắc thiệt là nhiều nhưng mà không cầm theo được nghe. Không cầm theo được. Hai ngày trước Nhân Đức gặp một anh chàng này. Anh nói rằng là anh làm ăn mà lúc mà sa sút với vợ bỏ, thiếu nợ 10 tỷ. Thì Như Đức hỏi hiện tại anh đang lo mấy người. Thì anh nói rằng là lúc trước có vợ và một đứa con, sau này vợ chia tay thì dẫn con đi luôn, còn cha mẹ còn sống mà cha mẹ sống riêng. Vậy là anh có một mình hả? Có một mình.
Vậy là anh chi cầu cái gì à? Anh đang chi cầu cái gì dữ à? Thì anh chàng nói là: dạ thưa thầy, con nghĩ rằng do con nghèo, con không có địa vị nên không có niềm vui, và con bị vợ con bỏ nên con phải chứng tỏ để con làm ăn, để con giàu, con có địa vị, để cho người ta thấy rằng con đạt được sự thành công. Rồi nhà Đức hỏi: anh có đạt được thành công không? Thì anh im gu. Nhà Đức hỏi: anh có đạt thành công không? Dạ không. Mà bây giờ còn thiếu nợ 10 tỷ, và mỗi tháng bây giờ làm đóng tiền lời không đủ. Anh làm lương tháng 20 triệu mà mỗi tháng đóng tiền lời không đủ. Bây giờ đang bế tắc và không biết thoát đường nào đây. Thì Như Đức nói với anh: khỏi cần thoát. Khỏi cần thoát gì chứ, cứ bình thường sống đi. Nó nợ thiếu nhiều quá thầy ơi. Nợ thiếu thì phải trả thôi, nhưng có nhiêu trả nhiêu. Bây giờ có mình một mà có cái mạng à. Nếu người ta để mình trả thì mình làm mình trả từ từ. Còn nếu như người ta bắt mình thì vô tù khỏi trả. Nếu mà anh nghĩ được gì thì anh thoát rồi đó. Còn nếu như không thì anh cứ nặng nề lương tâm anh hoài, cuối cùng anh đi vào con đường bế tắc luôn. Bây giờ là sao? Mỗi tháng làm được nhiêu trả nhiêu, rồi rảnh rỗi nghe pháp, cởi mở tâm tư. Vì anh có mình một mà, cha mẹ còn mà anh còn khỏi nuôi cha mẹ nữa mà anh nặng cái gì. Bây giờ chỉ còn có cái mạng này thôi à. Lo khổ thì cũng phải sống, mà vui vẻ thì cũng phải sống. Vui vẻ thì cũng phải trả nợ, mà buồn khổ thì cũng trả nợ. Suy nghĩ đi. Vậy thì vui vẻ niệm Phật để trả nợ, được không? Trời ơi, nếu mà người ta có phước duyên nghe cái là tiếp nhận liền. Ô được, được, thầy nói được á. Vì mình có cái mình, một mình nè, lo gì đó. Ở đây người ta 2000 người, người ta còn sống mỗi ngày phơ phớ, thấy không? Thấy chưa? Đó. Nên á, con người quan trọng là cái tâm mình nó có thoát được hay không quý vị à. Cái tâm mình có thoát được hay không. Nhưng Đức gặp một anh chàng ca sĩ này, anh gặp như Đức nói: dạ thưa thầy, có khi cuộc đời con thấy tủi thân ghê thầy. Đẹp trai, hát cũng hay, mà kỳ, không nổi tiếng. Con hát cũng được lắm thầy, mà sao kỳ cục không nổi tiếng thầy ơi. Bởi con buồn ghê. Những Đức nói: anh càng buồn thì anh càng không nổi tiếng. Từ hôm nay anh đừng có buồn nữa. Đã không nổi tiếng thì thôi. Nói tờ thầy nói nghe ngon ghê. Nói chứ làm sao bây giờ. Nó không nổi tiếng thì thôi. Chứ bây giờ nó đã không nổi tiếng mà buồn với cái không nổi tiếng. Anh đã không nổi tiếng là nó đã không được rồi, mà buồn với không nổi tiếng thì nó càng không được nữa. Bây giờ anh đừng có buồn với cái không nổi tiếng, mà anh cứ sống vui bình thường. Nổi tiếng không nổi tiếng kệ. Có nhiều người người ta còn không biết hát, còn anh biết hát. Có nhiều người người ta chưa từng được hát một bài hát nào trước công chúng, anh cũng được hát rồi. Tiếng có nổi hay không kệ nó, miễn mình biết hát, được hát là mình cũng hơn nhiều người hát không bằng mình, đúng không? Nếu như mà anh mà nhìn á mấy người nổi tiếng thì anh buồn. Nếu mà anh nhìn mấy cái người không biết hát thì anh thấy anh ghê lắm á, anh hơn nhiều người lắm á. Bây giờ như Đức chỉ anh nè, từ hôm nay anh rảnh á, anh đi lợi cái trẻ mù côi nó bị bỏ rơi thiếu tình cảm, anh hát cho nó nghe. Anh lợi cái nơi mà tuổi già mà nuôi người già, mà những cái nơi mà gọi là nhà nước ta nuôi người già buồn đó, anh lợi nó hát cho người ta nghe. Anh cứ rảnh rảnh anh xách cái xe anh chạy đi hát cho người ta nghe đi. Bảo đảm 100% anh luôn, 3 năm sau anh nổi tiếng 100% luôn. Quý vị biết nhiều ca sĩ người ta nổi tiếng, mà tại sao người ta mau hết nổi tiếng quý vị biết không? Vì một bài hát người ta lấy nhiều tiền quá.
xài phước nhiều và không tạo ra, nên người ta nổi được có một hai bài hát à, rồi là xong ta chìm luôn. Còn mình bây giờ mình không có nổi tiếng, nhưng mà mình đi hát thiện nguyện đi chơi vậy được không? Rảnh rảnh á, lấy xe xách xe đi lợ, trẻ mồ côi, anh hát cho em nghe. Mình đứng mình hát, trẻ mồ côi nó mừng, nếu mồ nó ham, thì tự nhiên cái phước mình nó tăng lên. Mình lấy lời ca tiếng hát, mình hát những bài nhân quả, những bài Phật giáo, rồi mình niệm Phật cho trẻ mồ côi nghe. Đó, thấy chưa? Rồi xong mình đi lỡ cái chỗ mà nuôi người già, viện nhà, viện dưỡng lão nhà nước á, lỡ đó mình hát, ai mà không cho hát, tập trung lại mình hát chứ. Mình lựa những bài hát nhân quả, hát xong mình đứng nói chuyện vài câu luôn, khuyên các cụ đồ vui vẻ đồ, rảnh con lỡ con hát cho các cụ nghe. Trời ơi, hát cái kiểu này 3 năm sau chắc nó nổi như cồn luôn. Đừng nói chuyện giỡn chứ, tiếng tâm lừng lẫy luôn, đừng nói chuyện giỡn, đúng không? Đó, giống như có cái thằng thanh niên ở Việt Nam mình á, nó qua bên châu Phi bên á, thằng nó tên gì ta? Quang Linh. Trời ơi, quý vị thấy không, tự nhiên á, người ta làm ăn kinh doanh, người ta nghĩ cái quốc gia nào phát triển, thằng này nó chạy qua bên châu Phi bên á, cái đất nước mà nước không có uống, vậy mà nó bệnh, nó khoan giếng, nó làm này làm kia, nó chỉ người ta trồng cây cối, chỉ người ta trồng rau, sản xuất được, cắt nhà cho người ta ở, nó làm ra có tiền, nó cắt nhà lại cho người châu Phi. Quý vị biết rằng cái nơi không ai khai thác được, mà nó đến đó nó khai thác. Bây giờ cả thủ tướng nhiều quốc gia mời nó đến để phỏng vấn, nổi tiếng luôn. Ghê không? Hay chưa? Hoa hậu bây giờ đi theo nó đi làm từ thiện. Thấy chưa? Đó, sao không làm gì đi? Trời ơi, tôi là ai? Tôi là cái thằng uống rượu ngoài đời, té ạch ạch chó vượt tôi vượt con chó lại 100% luôn quý vị. Hồi xưa nhà Đức về quê, nhà Đức nhậu quý vị, nhà Đức đi nghiêng qua nghiêng lại, nghiêng qua nghiêng lại, chó và hai con nó chạy làm nè, wow wow wow, nhà Đức quay lại làm nè, thằng nào hả? Nhậu xỉn quá, chó sủa, nhà Đức quay lại, nhà Đức hỏi thằng nào? Thằng nào ạ? À? Con chó là wow wow, nói, mày wow tao hả? Tao có cái mạng cùi nè con. Chậu hai con chó chạy vù luôn quý vị ơi. Chó vượt cái Đức, mà Đức vượt chó lại luôn. Người này có gì đâu, có gì đâu đặc biệt. Nghèo xấu hô, cái gì cũng không bằng ta chân á. Sau này tôi đi tu, tại sao bây giờ nhiều người biết tôi, nhiều người quý tôi, bây giờ tôi cũng nổi tiếng rồi đó nghe. Chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu trời. Nổi tiếng lắm rồi đó. Từ cái việc làm gì mà nổi tiếng? Nuôi người già, nhiệt tình, dám nói điều sai quấy ra. Những điều mà tôi chia sẻ, ai mà nghe mà hiểu làm thử đi rồi sẽ thấy thành công của nó. Quý vị thấy từ những Đức dẫn dắt những câu chuyện không, như Quang Linh đấy chưa? Góc độ hơn người, góc độ hơn người và ghen. Đời người mấy chục năm ngắn ngủi, nên làm cái gì đó trong cuộc đời, đừng để cho mình bị mai một. Mai một hay không là do mình nè. Chúng ta mà phát triển được hay không là do mình, mai một hay không là do mình. Nên giảng pháp mai một hay không là do mình. Trời ơi, mình mà giảng pháp dở nghe, mình gặp ai mình đủ duyên, mình một người mình cũng giảng nữa, giảng viết nổi tiếng luôn. Còn ca sĩ hát không ai nghe, hát cho những người ta cần nghe, người ta nghe. Tại vì do mình muốn hát có tiền nên không ai nghe. Bây giờ mình hát cho cái người khỏi trả tiền, thử coi nó nghe không. Nghe sao không nghe? Hát khỏi trả tiền mà, hát viết rồi mới có tiền. Trời ơi, đầu tiên phải tu duyên và tu phước, nghe không? Duyên phước rồi mới có tiền. Mình đã không có kiếm tiền được thì mình phải tu duyên tu phước, duyên phước rồi mới tới tiền. 100% luôn. Nếu quý vị mà chân thật làm đi, 3 năm sau số mệnh quý vị hoàn toàn thay đổi, số mệnh thay đổi liền. Còn nếu như mà ngồi đó rầu rĩ lo âu, tìm phương tiện phương pháp, tìm cách này cách kia, 10 năm sau không được cái gì rồi mai một luôn. Còn mình bỏ ra thời gian 3 năm thôi thành công rồi. Trời ơi, trong cái cuộc đời này thành công có khó quý vị ơi. Chỉ cần vị tu duyên tu phước phát triển đi là vị thành công à. Nè,
Người này nè, tôi đi vô chùa 2 năm thôi là tôi có cơ hội rồi, được thầy chủ trì giao tiền, nên tôi lo việc cho Tam Bảo, tôi làm cực lực luôn, tu duyên tu phước thay đổi cuộc đời nè. Đó, rõ ràng chưa? Có một anh em huynh đệ ông gặp Như Đức nói một câu nè: trời ơi, huynh đệ ngày xưa sống chung với nhau, mà bây giờ ông gì đâu mà ông tổ chức chương trình đông đúc mà người ta gặp ông người ta mừng thấy ham. Tôi đứng kế bên mà không ai nhìn tôi chứ, nhìn ông không? Những Đức nói một câu: nhìn những Đức cũng như nhìn mấy anh em thôi. Vì mình là đầu tròn áo vuông giống nhau mà, cứ nghĩ rằng ai được mừng giùm cho người ta đi thì cũng như mình được. Cứ nghĩ vậy đi là tốt. Thấy không? Đó, ai có duyên thì cứ phát triển đi, tốt mà. Đừng bao giờ buồn cho số phận chi. Thấy không? Đó, Như Đức nói một câu gì, nói chuyện chút anh em cởi mở vui vẻ. Anh em ở xa đến, ông thấy mình bây giờ phát triển quá trời. Nói tờ ơi, đi tu cùng thờ anh em nha, mà bây giờ ông ai cũng biết, mà tôi thì chớ ai ngó ngàng, ai nhìn tới. Những Đức nói cái gì nó cũng có cái giá của nó chứ. Từ khi tôi đi vô chùa tới giờ tôi cũng cực lực nhiệt tình hết mình, nên mới có cái thành quả ngày hôm nay. Còn ông thì đi chỗ này đi chỗ kia, ông đi chơi quá trời luôn, thì ông sao bằng tôi, ông xài hết trơn rồi còn cái gì. Hiểu không? Đó, bây giờ á, tôi ngồi đó, người ta cúng dường tôi mà tôi còn bị chữ nữa. Vậy mà tôi đem tiền tôi lo cho chúng, chứ tôi có ăn mình đâu. Còn ông người ta cúng một cái là ông đi chỗ này chỗ kia ông chơi không, xài hết trơn. Còn tôi người ta cúng nhiều tôi kia cỡm, tôi đem về tôi nuôi mua sữa cho mấy bà già uống. Như bữa nay nè, có sữa không? Sữa gì? Milo. Chưa hả? Thấy không? Giảng pháp mà chỉ được có ly nước mà chưa được uống, mà các cụ ngồi nghe pháp mà được Milo, nó ngon chưa? Nếu mà mấy anh chị ca sĩ mà làm kiểu này thì hay quá. Đi lại cái chỗ trẻ mồ côi hát, mua sữa cho trẻ mồ côi. Đi lại cái chỗ mà người già hát, mua sữa cho người già. Trời ơi, chăng thật mà làm kiểu này, phước báo nó tăng cỡ nào quý vị, tăng lớn cỡ nào, đúng không? À, cứ vậy mà làm. Nên á, mỗi lần mà Như Đức giảng á, cứ đem cái ly nước, mà cái ly này nè, đem lên. Cái ly này nó hay lắm, nên Phật tử mà muốn mua ly cho chùa mà để mà đãi cho Phật tử người ta uống á, là mua loại ly gì nè, mà mua làm sao mà cái loại ly nhựa mà màu trắng, mà gót nước vô thấy nước được, mà gớt mà không bể. Mua ly vậy đó, nhớ nghe, ly nhựa mà màu trắng thủy tinh, gớt không bể. Để chi phải không? Gót nước vô chúng ta nhìn được nước, tại vì nước là cái tượng trưng thù thắng nhất của cái thờ cúng. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Công này nói rằng khi thờ cúng có thể không thắp nhang, không có hoa, nhưng mà phải có nước, vì nước là cái tượng trưng cho cái thanh tịnh và nhẫn nại. Nghe thấy không? Như nước mà vào chai là chai nước, vào lu là lu nước, vào hầm là hầm nước. Mà nước có thể cho mình uống giải khát, mà nước cũng có thể rửa mông cho mình lu, nước cũng có thể rửa nhà vệ sinh, đúng không? Nên nước là biểu trưng cho sự nhẫn nại, nhẹ nhàng, mát mẻ, mà nó cũng có mạnh mẽ luôn nữa. Quý vị coi thành lũy mà nước mà dập cũng tan, đúng không? Quý vị nhìn có khi mặt biển rất là bình lặng, thoải mái, nhưng mà đến khi mà sóng động lên thì nước cũng là đúng là kêu gào ghê gớm, đúng không? Đó, nên cái khả năng của con người ta phải luyện giống nước. Có lúc mình mềm dẻo,
nhẹ nhàng như nước, nhưng có những lúc mình mạnh mẽ vũ bão, cũng như là bão tố cuồng phong cũng là nước. Nên trong nhà Phật tại sao mà ngay cái cổng Tam Quan mà để là Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi, hoặc là Từ Bi và Trí Tuệ. Từ Bi là thể hiện cho Quan Âm, thương yêu và tha thứ. Trí Tuệ là sự quyết đoán mạnh mẽ. Nên mới nói rằng là dùng trí để làm việc thì thành công, mà dũng tinh để làm việc thì thất bại. Nghe không? Nghe không? Dùng tinh để hành sự là thất bại, dùng trí để làm việc thì thành công. Nó có những việc mình đã biết nó không có kết quả rồi, thà mình gọt nó để giữ cái thành công. Trong công việc phải nhớ, có những cái mình biết chắc chắn là nó không bao giờ thành công, mình đã nhìn mình biết rồi, thà mình gọt nó sớm thời gian để giữ cái thành công, còn hơn là dụng tình để nó kéo luôn cái người khác thất bại. Nhớ kỹ, trong một cái phòng ở năm bà ngon lành, nhưng có một bà bà quậy te tua không ai tu được hết trơn. Mà nói để cái bà này bà thử năm bà kia, bậy. Phàm phu mà thử hoài nó sanh phiền não cả đáp. Phàm phu phải cho họ thời gian để bổ túc, chứ không phải là rèn họ phiền não đâu. Giờ phàm phu mà ngày nào mình cũng chửi họ đi giết sanh phiền não. Mình phải thương yêu họ để họ sanh tâm thương yêu, quý mến mình, rồi họ mới vui vẻ. Rồi lúc đó mình nói họ, họ sẽ nghe lời mình, nên ít phiền não. Đúng không? Nó nên trong phòng mà có một bà dữ dằn kỷ luật bả mà không nghe lời là phải sắp xếp để cho năm người kia được ngon lành. Như vậy thì cái hội chúng đó nó mới tốt. Nó nói từ bi trí tuệ là gì đó quý vị. Nó nên cái ly này nó quan trọng lắm. Ly nước quan trọng lắm. Những đức thường ví dụ cái ly này như cái tâm, mà nước này như phước vậy đó. Bây giờ phước của chúng ta nó chỉ có một phần nửa của cái tâm, thì lúc này chúng ta làm ăn được. Nhưng làm ăn được với cái phạm vi của phần nửa thôi, nó có thịnh cỡ nào nó cũng nằm trong cái phạm vi này thôi. Nên có cái ông kia ông nói rằng là con làm ăn con lờ được 2 tỷ, nhưng lạ thay con cố gắng cỡ nào nó cũng không lên 2 tỷ. Những đức nói phước của ông chỉ có phần nửa thôi, nên ông có thể kiếm được 2 tỷ. Nhưng nếu ông biết đem 2 tỷ này mà tiếp tục tu phước tu duyên thì ông có thể kiếm được 4 tỷ. 100% với ông luôn. Tôi nè, bây giờ tôi hiểu nguyên lý, nên tiền tôi có là tôi tu phước tu duyên. Khiếm thị sắp tới nè, làm tới luôn. Từ đây tới Tết coi chừng mỗi tháng luôn. Người ta đang khổ quá, kệ, lôi ra tổ chức thử coi sao. Một lần tổ chức chương trình khiếm thị cũng đưa ra nhiều tiền lắm đó quý vị. Nhưng mà mình thấy mình làm được cứ làm đi. Quý vị coi, nội mà thuê xe thôi là một số lượng cỡ nào chưa? Khoảng 5.000 người bị thuê xe cho người ta trả tiền. Các tỉnh thành bỏ bao thư cho mỗi người 200, nữa quý vị nghĩ đi bao nhiêu. Nó không đơn giản đâu nghe. Còn Phật tử là mình kêu người ta là cho tiền những người khiếm thị. Nè, thì tôi tính nè. Giờ phước nó cứ tăng lên. Đó, tăng lên. Nên cái người mà ở xung quanh chùa mình phước vị sẽ dễ tăng lắm. Tại vì cơ hội vị tu phước tu duyên nhiều. Nên những đứa có người anh em huynh đệ, đứa nói ông làm gì làm, chủ nhật thứ bảy ông vô chùa đi. Cứ chiều thứ bảy ngày chủ nhật ông vô chùa đi, ông cứ làm hoài vậy đó. Rồi ông cho thấy tự nhiên cái số mệnh ông nó lạ kỳ lắm, nó thay đổi liền. Nó lạ lắm. Tự nhiên hồi đó ông làm lớn mà ông không bao giờ thạnh đâu, lo muốn chết luôn mà không bao giờ dư. Nhưng mà từ khi ông biết tu rồi, ông có làm lớn nữa, làm nhỏ nhỏ chơi vậy đó, vậy đó mà nó dư tiền. Mà sau này nó có cái gốc đạo đức, mà cái gốc đạo đức nó mới giúp cho bạn thành công. Cái gốc đạo đức nó giúp cho bạn thành công, vì bạn gặn chùa chiền nhiều bạn đâu có hư được. Hiểu không? Đó, gặn chùa chiền mà không lẽ bây giờ đi nhậu sinh sạn,
Không lẽ đi ra đường mà cặp con này con kia, đúng không? Từ nơi đó mà cái phúc đức nó dày lên. Khi phúc đức nó dày lên rồi bạn mới thành công nghe bạn. Nó thêm nữa là gần chùa mình như gia đình, nó bình an cái tâm dữ lắm. Rảnh rảnh chạy vô chùa chơi, nhà chùa lâu lâu đổ bánh xèo đồ ăn, chạy vô ăn bánh xèo, cứ vô chùa ăn là có phước à. Lạ lắm à. Nó bình an mà. Đừng có sợ vô chùa ăn thiếu nợ. Bảy, mình đi vô chùa mình ăn mà mình nghe niệm Phật đồ, mình tùy hỷ cái tâm đồ, có phước quý vị ơi, chứ không giỡn đâu. Nhắc tới bánh xèo chắc chuẩn bị đổ bánh xèo quá. Tới nhắc tới cái gì là nó chuẩn bị cái đó, nó kỳ cục vậy. Hiểu không? Nó nên á, các cụ ở đây là sống bình yên nghe các cụ, sống vui vẻ, cứ chờ Phật đến trước thôi các cụ ơi. Nó ai lo ai làm gì kệ người ta, các cụ sống bình yên vui vẻ đi các cụ à. Thấy không? Đó. Nên á, cái này là những đức nhắc quan trọng nhất nè. Trong mạng nó không có phước rồi, bạn đừng có đi quào gấu chi cho nó mệt. Càng quào gấu thì bạn càng tổn thất. Hãy suy nghĩ kỹ đi nghe. Đời gia đình những đức là ba mẹ những đức nè, trong mạng không có một miếng phước. Quý vị biết cả đời ông bà chưa từng bao giờ dư được 5 triệu bỏ túi. Cả đời chưa từng được luôn. Ghê chưa? Năm nào ba nhà đức ông cũng tính Tết năm nay phải dư tiền. Tới cuối năm không có một cắt. Năm nào cũng tính dư tiền, cuối năm không có một cắt. Vừa có tiền là có bệnh, vừa có tiền là có tai nạn, vừa có tiền là có chuyện đến liền. Tại vì sao? Trong mạng không có phước, tiền đến là quả tay đến. Khi quý vị có phước, tiền đến nó tự nhiên đến, nó sẽ đậu. Không muốn giữ nó cũng có. Không muốn giữ nó cũng có. Có cái bà kia mới gặp như đức mới nói nè: thầy ơi, mỗi lần mà con gặp thầy con không muốn cúng dường, bây giờ cũng phải cúng. Ôi sao kỳ à? Không biết sao kỳ cục. Mỗi lần gặp thầy là muốn cúng dường. Nó, cái này không nhất thiết. Nó không, cái này là cái tâm con ngộ vậy đó. Nó là con gặp thầy là con muốn cúng dường. Nhân đức hỏi bà biết tại sao không? Tại sao? Vì bà thấy Nhân đức lo cho nhiều người nên cái tâm của bà thấy mà thương và cảm động nên bà phát tâm cúng dường. Hiểu chưa? Phải có cái nhân duyên, phải có cái phước báo gì, phải làm cái gì nó biết được nó mới cúng. Chứ không tự nhiên nó cúng. Mày nói như ngồi chơi ngon lành quá. Mày vô đây mày lại 3,000 lại đi rồi mày ngồi chơi. Thấy chưa? Nó tầm bậy tầm bạ vô duyên. Nó có nhiều người ngoài đời nó kỳ cục lắm quý vị. Nó nói tào lao bác xế lạ kỳ. Tự nhiên cái ôi ôi mấy thầy chùa không khỏe thế ghê, ngồi chơi không mà ta lỡ người ta cúng dường. Nó ờ vậy sao không chịu đi cạo đầu đi tu đi, đi ngồi chơi cho ta cúng. Tờ ơi, con người nó có phước quý vị ô, nó nhìn quý vị nó muốn cúng. Còn quý vị mà có cạo đầu nó gặp quý vị nó quýnh quý vị luôn, nó chết nó cúng. Chuyện giỡn chơi. Nên mỗi một con người nó có phước phần khác nhau mấy ông ô. Thấy chưa? Nó có chuyện dễ ăn đâu. Nó này mình hiểu hết trơn quý vị, mắc cười lắm. Bởi vì tu ở cõi thế gian này nhiều chuyện lạ kỳ lắm quý vị ơi. Rồi có nhiều người thì sao? Quý vị ơi, quý vị có chừng bị gạt đó quý vị ơi. Ngày xưa mình cũng Iran nghe, mình sợ người ta bị gạt lắm quý vị. Bây giờ mình tu giết mình hiểu. Nói tờ ơi, thế gian này có gì đâu gạt. Không có ai gạt ai chứ. Không ai mà thiệt thòi đâu quý vị ơi. Nó có nhân có quả chứ gạt cái gì. Nó thiếu nợ thì tự nhiên người ta đem lại người ta đưa. Còn nó đã không thiếu nợ rồi, một cắt nó cũng không đưa nữa. Nên ở cái cõi này không có ai thiệt thòi đâu. Không có cái gì thiệt thòi hết trơn á. Nhớ kỹ nghe. Không có gì thiệt thòi đâu. Hiểu rồi. Nên sống cho nó tự tại đi quý vị. Nó bây giờ quý vị lo cho người ta nhiệt tình mà người ta chửi mình A Di Đà Phật, mình tha thứ được mấy ai á. Mười mấy năm nay cũng rèn được chút công lực này á. Rèn được chút á. Mười mấy năm á quý vị mới rèn được á. Rèn được hiểu rồi, hiểu nhân quả rồi. Nó bây giờ mình thương người ta là hay nhất. Từ khi ai vô chùa quậy thôi thì mình sắp xếp. Chứ ngoài ra đối với chúng sanh mình cứ thương họ đi. Tự nhiên phước báo mình lớn dữ lắm. Nó cái bài học tập bữa nay nè, nó có nhiều cái nó giúp cho quý vị cởi mở lắm á.
Quý vị nhớ nghe pháp nó quan trọng lắm, nó giúp cho mình cởi mở ra quý vị ơi. Rồi những cái ban bệ phục vụ này phát tâm lượng lớn ra, cực lực nhiệt tình hết mình. Còn khỏe mà, còn khỏe mà không làm, đợi tai biến làm hả? Đợi tai biến làm hả? Có cái cô kia kìa, đang đi té cái rầm gãy cái chân, nằm tới giờ chân chưa khỏe. Có bà cụ già đang đi té cái lặt bằng chân nằm đóng. Hôm qua bên hộ pháp có cái cô trẻ đi ngang ở trên cái xô gớt xuống trúng cái đầu, bể cái đầu. Cô vô hỏi Diệt Đức: dạ thưa thầy, nhân quả gì mà kỳ cục, tự nhiên bao nhiêu người đi ngang nó không gớt mà tới con đi nó gớt cái xô vô cái đầu con, bể cái đầu máu chảy tu tu. Tự nhiên Diệt Đức ăn cơm đi ra thấy trời trời cái bà gì cái mặt máu không bị tợ, hỏi sao kỳ cái gì cô, nói xô gớt là cái đầu con, cái đầu bà ô cọc. Sáng mai ăn cơm thấy băng nguyên cái đầu băng keo lại. Thấy chưa, nói, tôi nói cho bà biết cái gì nó cũng có nhân quả của nó, đúng không? Giữa cái xô này với bà nó cũng có nghiệp duyên. Quý vị biết rằng loài người chúng ta mà bây giờ được làm người này á, là nó trải qua là bụi nè, cỏ rác nè, đá sỏi nè, nó trải qua thời gian rất lâu để hội tụ phước duyên rồi nó mới tới làm người. Nhưng trong những cái giây phút mà đá sỏi hoặc là mũ nhựa mình đã từng dẫm đạp nó, chửi mắng nó, đập phá nó, rồi cái nhân quả đến lúc hội tụ thì mình đi ngang cái xô này nó hẳn mình mà, nó báo thù. Mình đi ra gớt vô cái đầu mình, bể đầu chảy máu, bà nên trả nợ đi. Trời ơi, vậy là phải trả nợ cho cái xô. Nó đúng rồi, nợ cho cái xô. Thấy chưa? Đó, nên quý vị học Phật thì thấy hay chưa? Từ nơi đó mà mình giờ còn khỏe sao không làm, chờ tay biến hả? Nà, bây giờ cái miệng còn nói chuyện được sao, nói chờ tay biến hả? Mai mốt cái miệng gì sao nói? Tội ai mà biết được cái sự cố cuộc đời quý vị ô. Chúng ta phải luôn luôn chấp nhận cái việc mà nó đến với mình bất tử. Như ông có ông bạn, ông thầy những lợ tờ gỡ hình ảnh qua mổ tội nghiệp thế ghê. Mấy ngày nay bữa nào tu xong thì cũng hồi hướng cho anh em huynh đệ trẻ khô mới có 33 tuổi thôi, mổ tanh bành luôn, kinh thiệt chàng ơi chàng. Nó phải không, ai mà biết được cuộc đời của mình quý vị ơi, mới 33 tuổi à. Những đức bây giờ 42 tuổi mà chưa có chết mổ nào là cũng may lắm, quá may mắn rồi, thấy chưa? Không lẽ mình đợi ngày đó không Nhận Lăng? Nên à, đây mà Nhận Đại, Nhận Quang, Nhận Chí, Nhận Lăng, Nhận Thiện, rồi bên đây Nhận Thị, rồi thầy này nè, mấy anh em mà còn nguyên vẹn là cũng còn mừng lắm. Bây giờ mình đợi tới ngày đó hả? Ai biết được sự cố gì? Bản thân chúng ta bây giờ nó đang mầm móng bệnh gì ai biết được, trân trọng. Hiểu không? Nhưng lỡ đang khỏe ngon lành tự nhiên bây giờ mổ te tua. Mổ ghê thì quý vị ơi, mổ tùm lum luôn. Cắt, cắt, cắt. Tội bị cái bệnh nhưng mà nó mổ ác đạn thì nó mổ kinh khủng. Trời trời trời. Nhìn mà tội nghiệp cái ghê. Xong mình tu mình hồi hướng. Cầu an cho ổng thôi, kệ gì cũng anh em. Thấy không? Rồi vài bữa coi kiếm số điện thoại ổng. Rồi mình cũng gỡ một chút tình cảm với anh em một chút. Nó nói cái đó cũng tình nghĩa anh em mà trời. Sống mới có tình người chứ quý vị. Quý vị à quý vị. Hiểu chưa? Nó nên mấy người mà phải vẽ trong chùa cố gắng nghe. Cố gắng sống cho tốt nghe. Đừng có buồn giận hay để trong tâm nghe. Quyết tâm về cực lạc các vị ư. Thấy cái buổi chia sẻ của pháp vui không các cùng? Vui là được rồi. Thôi cố gắng để đời này phải về cực lạc mới được. Về chiến coi, cái nói cực lạc ngon lành hoài phải về thôi, ca sĩ cũng phải về cực lạc nghe. Nên ca sĩ không về cực lạc là thua. Đây cũng có anh ca sĩ đang ngồi nghe pháp á, nên nãy giờ xuyên qua ca sĩ chút xíu.
Thấy không? Nên phải quyết chí về cực lạc cái cụ. Thôi chúc đại chúng an lạc nha. Chúng ta chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Gì đà phở à, gì đà phở à, gì đà phở à, gì yeah.